Mến chào tất cả mọi người. Và vừa qua thì Tài cũng vừa chia sẻ một cái video clip về cách cập nhật phần mềm mới cho mixer X32 Reduxer của hãng Behringer. Và chúng ta sẽ cập nhật cái phiên bản là firmware 4.02. Thì bên Tài đã nhận được những cuộc điện thoại cũng như là khách hàng và những khán giả làm không được. Cho nên thì hôm nay Tài lại tiếp tục phải làm một cái video clip này để tiếp theo cái video đó. Và nó cũng rất dễ thôi, và đôi lúc thì nó cũng có những cái khó, ví dụ như những khán giả xem ở trên phone. Trên những chiếc điện thoại chúng ta vẫn có thể download xuống được và chúng ta vẫn lấy file ra được, nhưng mà nó cũng hơi khó khăn vì nếu mà không có máy tính thì nó cũng hơi cực về những cái vấn đề mà chúng ta sẽ đưa những cái file đó sang bên USB. Rồi thì bây giờ thì trong video trước á, thì trong cái video này thì Tài cũng đã nói rất rõ rằng cái link để download Tài đã để sẵn ở bên trong phần mô tả của video là như thế nào. Và ngay cả bên dưới phần nhận xét, phần bình luận á, Tài cũng đã để một cái đường link ở đây. Rồi thì bây giờ Tài sẽ giải thích với mọi người về cái đường link và phần mô tả. Thì ở đây là cái tên kênh Ngô Đức Tài Vlog Tổng Hợp. Và ở chỗ này nó sẽ có cái mục hiển thị thêm. Mọi người click vào đây. Thì tất cả những video của Tài trên kênh thì bên trong cái phần mô tả này Tài đều có để tất cả những số điện thoại rồi, tất cả phone, Zalo rồi kỹ thuật và những cái đường link dẫn đến website báo giá trên những cái sản phẩm của Tài bán ra. Thì trong này Tài đã để sẵn đây link website tải firmware từ nhà sản xuất. Thì mọi người lưu ý kỹ website ở đường link á, cái đường link thì nó sẽ là màu xanh. Và bây giờ thì Tài sẽ nhấn vào cái đường link này mọi người nha. Đó, thì sau khi chúng ta nhấn vào đường link thì nó sẽ dẫn đến cái trang chủ của Behringer. Đây là cái trang website của nhà sản xuất. Rồi thì vào đây không phải chúng ta download được liền, thì nó cũng hơi cực cái chỗ này, cho nên là mọi người cũng hơi khó làm. Thì nó rất là đơn giản ở chỗ này. Mọi người xem ở đây nó sẽ có một cái biểu tượng để chúng ta tìm kiếm ha. Thì mọi người nhấn vào đây và mọi người sẽ gõ cái dòng chữ là X32. Tại vì trên máy của Tài đã tìm kiếm rồi, cho nên là nó sẽ được lưu ở đây. Còn trên máy mọi người chưa tìm kiếm thì mọi người cứ gõ dòng chữ X32. Vì cái firmware là nó sử dụng chung từ các dòng X32, X32 Reduxer, rồi X32 Combat và X32 Rack. Cho nên chúng ta chỉ cần gõ một mình chữ X32 thôi và sau đó chúng ta nhấn Enter. Thì sau khi mọi người nhấn Enter rồi thì ở đây nó sẽ có các cái dòng như thế này. Thì mọi người lưu ý kỹ, sau khi chúng ta update cái phiên bản 4.02 rồi á, thì chúng ta cần phải download thêm một cái X32 Edit mà cái bản mới nữa nha. Ở đây là đang hiển thị cái bản cũ nè. Cái chương trình mà để chúng ta sử dụng mà điều khiển chiếc mixer, chúng ta lập trình chiếc mixer ở trên máy tính đó. Thì ở đây nó cũng có rất là rõ X32 Edit PC là nếu như chúng ta sử dụng máy tính là hệ điều hành Windows. Và ở trên đây X32 Edit Mac thì có nghĩa rằng của cái chiếc MacBook là hệ điều hành Mac. Thì mọi người sử dụng hệ điều hành nào thì chúng ta sẽ tải hệ điều hành đó. Và ở đây thì Tài sử dụng là Windows thì Tài sẽ tải hệ điều hành của Windows. Và khi chúng ta update lên phiên bản 4.02 rồi thì chúng ta cũng không thể sử dụng cái X32 Edit này, để cái phiên bản này là version 3.2. Nó không có điều khiển được cái firmware mới. Thì chúng ta sẽ tiếp tục download luôn cái này. Rồi hôm nay Tài sẽ hướng dẫn cùng mọi người luôn. Thì ở đây mọi người sẽ thấy có trang 1, trang 2, trang 3, trang 4, trang 5. Bây giờ Tài sẽ nhấn vào trang 2. Thì sau khi nhấn vào trang 2 thì chúng ta tiếp tục xem ở bên trong này. Đây. Đó, có một X32 firmware nè. Và mọi người xem kỹ ở đây nó là version 4.02 2020. Rồi, bắt đầu download cái này xuống. Nhấn vào cái biểu tượng mũi tên ở góc phải đây mọi người nha. Nhấn vào đây. Thì nó sẽ hiển thị ra một cái bảng hỏi chúng ta có đồng ý download cái đó xuống hay không á. Rồi chúng ta tích vào đây có một cái chỗ để chúng ta tích vào đây một cái dấu ha. Rồi chúng ta bấm vào download. Thì đây nó sẽ được tải cái firmware 4.02 này, nó sẽ được tải ở góc này. Và nó là một cái phần mà win ra, sau đó chúng ta phải tải về và phải xả nén nha, giải nén nó ra. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ tìm một cái X32 Edit tùy theo máy tính mọi người, lúc nãy ta đã nói đó, PC hoặc là Mac thì chúng ta phải tìm đúng hệ điều hành và chúng ta phải tìm cái phiên bản của nó. Ở đây thì không có nè. Tiếp tục chúng ta nhấn vào cái trang 3. Cái đường truyền mạng nó hơi lơ, hôm nay nó hơi bị lag, nó vào hơi lâu. Rồi vào trang số 3 thì chúng ta đây cũng X32 bản 3.2. Rồi cũng vậy thôi, không có. Đây. Chúng ta sẽ có X32 PC nè, và mọi người thấy là version 4.1. Đó. Thì đây là cái trình điều khiển mới để nó sẽ điều khiển được cái firmware mới. Rồi tiếp tục cũng y như vậy. Lúc nãy chúng ta đã tích vào cái mục download rồi, thì bây giờ chúng ta chỉ việc nhấn vào đây, chúng ta download về luôn. Đó. Thì sau khi nhấn vào đây, đường truyền này chán quá, làm video chia sẻ với mọi người mà nó hơi đó, hơi lâu. Rồi thì bây giờ nó sẽ tải hai cái file này về. Rồi thì bây giờ ta sẽ chờ nó tải về xong rồi tiếp tục. Rồi sau khi máy đã tải về xong thì mọi người sẽ mở cái thư mục download ra. Đây, download. Rồi chúng ta sẽ có được hai file X32 Edit PC phiên bản 4.1 và X32 firmware 4.02. Rồi thì bây giờ trước tiên thì chúng ta xả cái dải nén nó ra, thì chúng ta click chuột phải vào, rồi chúng ta chọn là extract file. Ok. Rồi đây nó sẽ ra đây một cái thư mục. Rồi xả nén luôn cái edit PC này để trên máy tính luôn mọi người ha. Trên máy của Tài thì đã có rồi, còn cái này thì làm video chia sẻ cùng mọi người thôi. Rồi thì cái X32 này khi chúng ta click vào đây, đó, tiếp tục mở ra thì sẽ có một cái phần mềm như thế này. Đây là cái phần mềm là cái trình điều khiển để mà chúng ta sẽ điều khiển và chúng ta lập những cái tên cho từng cái đường ngõ vào ngõ ra của chiếc mixer. Rồi thì cái trình này phiên bản 4.1 này nó sẽ điều khiển được cái chiếc mixer sau khi chúng ta update. Rồi về quay về với cái firmware. Đây Tài mở nó ra. Đây chúng ta sẽ có cái, trong đây là cái file để chúng ta sẽ đưa vào mixer để update này ha. Rồi thì rất đơn giản, chúng ta phải có một cây USB. Và cây USB thì trên video trước Tài cũng đã nói rõ rằng chúng ta phải giải nén, chúng ta phải format nó ở với cái định dạng này. Tài sẽ nhấn vào format. Đây làm lại, click chuột phải vào, chọn format. Và định dạng nó là FAT32. Rồi nhấn start. Ok. Rồi tiếp tục ok, close. Rồi bây giờ thì chỉ việc bỏ hai cái file này vào thôi. Bỏ cái phần file update này thôi. Chứ còn cái phần kia thì chúng ta để trên máy tính để mà chúng ta điều khiển với mixer. Rồi đến cái phần này thì có lẽ mọi người đã nắm rõ rồi nha. Thì sau khi tải xong rồi đó thì làm gì nữa thì trên video Tài đã có hướng dẫn cùng mọi người rồi. Còn hôm nay thì tiếp tục trong video này, Tài sẽ chia sẻ với mọi người về một cái cách load cái chương trình vào chiếc mixer. Đó, thì load như thế nào? Thì ví dụ như thế này đi, Tài sẽ có trên máy của mình những cái gì mà Tài đã lưu vào bên trên máy tính. Đây, X32 và chương trình setup. Đây, NDT, Highway. Thì những cái chương trình này Tài làm ra chung để sử dụng cho MyDAT và X32 luôn. Thì bây giờ Tài sẽ copy thêm một cái này vào, bỏ vào cái USB này luôn. Đó, cái USB này thì mới có cái firmware 4.02 thôi. Thì cái phần tải này thì Tài đã chia sẻ với mọi người, và cái cách update thì Tài đã chia sẻ rồi. Và hôm nay thì Tài sẽ lấy thêm một cái file này vào cái USB nữa, và để chia sẻ với mọi người cái cách để chúng ta load cái chương trình vào. Thì những cái chương trình như thế nào? Chương trình thì chúng ta set up cái ngõ nào nó ra sub, ngõ nào ra full. Đó, chương trình highway. Chương trình 3-way thì ngõ nào ra sub, rồi ngõ nào ra mid, rồi ngõ nào ra trap. Rồi những cái gì echo, delay, reverb, các thứ mà chúng ta đã set up như thế nào rồi chúng ta sẽ lưu lại thành một cái chương trình như thế này. Và bây giờ chỉ việc để vào trong USB này và chúng ta chỉ việc load nó lên. Thì trên máy chúng ta nó sẽ theo và chúng ta sẽ thực hiện. Rồi bây giờ thì xin mời mọi người xem qua bên chiếc mixer. Và trở lại với chiếc mixer thì Tài sẽ thực hiện chia sẻ đến với mọi người loạt chương trình trên một chiếc mixer X32 Combat. Và đây là cái USB mà Tài đã lúc đầu video quay, đã tải những cái chương trình vào. Thì trước tiên Tài sẽ cắm vào đây. Và chương trình thì đều sử dụng chung hết tất cả mọi người nha. Tài đã nhắc lại rất là nhiều lần. Chương trình là đều sử dụng cho X32, rồi X32 Reduxer và X32 Combat và X32 Rack. Rồi thì để như thế này, giải thích rõ cho mọi người. Đây, mọi người xem kỹ rõ bên trong những cái chiếc màn hình nhỏ của chiếc mixer X32 Combat này, nó chưa có cái gì cả. Kể cả cái mục Matrix MC thì cũng chưa có cái gì. Thông thường thì mọi người xem video của Tài sẽ thấy ở đây là Tài đẩy cái folder này thì folder kế bên nó sẽ chạy theo, nó sẽ được link lại. Đó mà nhưng hiện tại giờ nó đang là folder đơn. Và những cái mục matrix bên trong màn hình này chưa được đổi màu và nó cũng vẫn đang nguyên thủy của nhà sản xuất và nó chưa có được thiết lập subfull gì hết tất cả. Thì để cho mọi người biết xem trước thì giờ Tài sẽ view vào USB cho cái file nhạc trên USB phát trước ha. Rồi thì file nhạc trên USB đang phát và bên phần bên này ở đây Tài sẽ thiết lập là mid mà hiện tại giờ nó cũng đang chưa có hiển thị, nó chỉ báo là channel 1234. Rồi giờ về cái phần USB, USB đã được chớp đèn, USB đang phát rồi ha. Đây là cái phần mặc định của nhà sản xuất. Rồi thì đẩy cái mục men này lên thì chúng ta đẩy thêm phần này nữa thì chúng ta chỉ thấy cái đèn LED light ở đây nó sáng lên là thôi. Ngoài ra tất cả ở đây chưa có gì hết tất cả. Đó. Và kể cả đẩy ngõ MC, thông thường ở đây Tài sẽ setup nó là monitor thì ở đây nó cũng chưa có lên đèn. Ở đây cái đèn MC này chưa có luôn. Đây. Rồi. Đó, đây là một chiếc mixer đang còn nguyên bản, chưa có nạp chương trình gì vào cho nó, chưa có load chương trình vào. Rồi thì bây giờ bắt đầu Tài sẽ load chương trình. Thì mọi người xem kỹ ha. Trên X32 Reduxer thì cái phím Ascend này nó sẽ được nằm ở trên này và hai dãy phím được trang bị hai bên. Còn trên Combat này thì màn hình to hơn và cái dãy Ascend này được nằm ở dưới này. Cái phím Ascend này sẽ không có nằm ở trên đây mà cái mục Ascend này nằm ở đây. Thì bây giờ rất đơn giản, Tài chỉ việc nhấn View. Đó, rồi màn hình nó thay đổi qua đó. Và chúng ta bấm cái mũi tên sang phải để chúng ta đưa vào cái mục Ascend. Đây, Ascend nằm bên trong màn hình nha. Rồi bấm. Thì bên trong cái Ascend này chúng ta sẽ có là USB driver. Bên đây cũng USB driver nhưng hai mục khác nhau. Bên đây chúng ta sẽ load từ USB vào máy, vào cái bộ nhớ tạm bên trong cái mixer. Và bên đây thì chúng ta lại sell từ bộ nhớ của máy. Sau khi mà chúng ta lưu vào đây rồi, hiện tại bây giờ chương trình ở đây thì mọi người đang thấy là chưa có gì cả, không đó, chưa có cái gì cả. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhấn vào đây để chúng ta load. Thì tự động nó tìm đến cái mục USB. Và đây chính là hai cái file mà phần đầu video Tài đã chia sẻ cách tải với mọi người, firmware và file ở phía bên dưới là cái chương trình mà bên Tài đã lập ra. Và chương trình được sử dụng chung cho dòng mixer MyDAT và mixer X32 luôn. Và đây là chương trình highway. Rồi thì bây giờ chỉ việc sử dụng cái phần select này, xoay nó xuống cái chương trình nè. Đó, xoay xuống và nhấn. Rồi. Bây giờ Tài sẽ bắt đầu nhấn cái phím Z ở đây thôi. Đó, nhấn phím Z đây và để máy ra xa để mọi người thấy nó sẽ được thay đổi ở bên trong này nha. Đó, đã được thay đổi. Thì sau khi thay đổi rồi thì mọi người sẽ thấy nè, bên trong màn hình. Đó, thấy chưa? Matrix 1 sẽ xuất hiện sub LED, sub right, full LED, full right 56 nè, full LED, full right tương ứng với 6 cái ngõ ra ở phía sau và ngõ monitor main MC. Rồi thì bây giờ bắt đầu mục này thì sẽ không có nha. Ở cái mục matrix MC thì cái fader này sẽ không có gì, màn hình này nó sẽ không lên, không hiển thị. Rồi, bây giờ tiếp tục vào USB, mở nhạc trở lại. Đấy. Play. Rồi thì file trên nhạc trên đây nè. Đó, những cái phần ốc đã đặt tên cho nó là BC. Đó, đầy đủ saxophone, organ, left right. Rồi kể cả channel từ 1 đến 8 như lúc nãy. cái channel từ 1 đến 8. Đó. Đây nè, channel từ 1 đến 8 tại đó nhấn vào nó thì đây, mid 1, mid 2, mid 3, mid 4 đã được gắn hình và thay đổi màu ở phía bên trong. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở nhạc. Rồi, mọi người sẽ thấy tất cả đèn ở đây. Fader thì bây giờ nó đã link rồi nè. Đó. Tại vì chương trình chúng ta đã lập cho nó, chúng ta đã link rồi thì bây giờ nó sẽ link. Đẩy một cần thì cần kia nó sẽ đi theo. Rồi mở nhạc. Thì sau khi mở nhạc lên như thế này thì đó, nó khác hẳn với lúc nãy, thấy chưa? Mọi người sẽ thấy nó được đèn, nó được chớp ở đây. Rồi sau khi đã load chương trình vào như thế này, mà nếu chúng ta chỉnh sửa gì đó, ví dụ như phần sub đi, đây ta sẽ select vào phần sub và sẽ mở một view có một EQ của nó lên. Đây phần sub ha, đó đây là cái dãy sub cắt, rồi tới cái dãy full, đó dãy full, rồi tới cái phần của monitor, đó tất cả nó đã được thay đổi. Những cái gì mà mình đã làm trên đây, mình đã load vào thì nó như vậy. Rồi những cái đèn ở đây, lúc nãy như Tài đẩy cái fader Manamacy, mọi người sẽ không thấy đèn nè, không thấy đèn phía trên nè. Đó, lúc nãy đẩy lên như vậy là sẽ không có đèn, còn bây giờ đẩy là sẽ có đầy đủ đèn hiển thị ở bên trong rồi. Rồi thì để chúng ta có được cái chương trình này nằm luôn ở trên máy, để có gì chúng ta chỉ việc vào chúng ta gọi chương trình lại, thì chúng ta cũng vào cái mục này view và cũng tương tự như lúc nãy cũng sẽ chuyển sang cái mục Ascend đó ha. Rồi chuyển sang bàn phím này Ascend. Tài sẽ lưu đại lên chương trình số 0 này nha. Ở đây chúng ta sẽ nhấn vào cái chỗ Cell đó và đặt tên đại cho nó luôn. Đây. Đó, Tài đặt QQQ vậy đây. Đó, còn mọi người muốn đặt tên sao thì chúng ta cứ có thời gian chúng ta cứ đặt nha. Rồi nhìn sang bên này có cái chữ sale, rồi sale lại đó, chương trình đã được sale vào đây. Ví dụ như bây giờ Tài vào cái phần sub này đi, Tài chỉnh nó bị sai lệch đi. Đó, giải sub đang nằm như thế này, bây giờ Tài sẽ chỉnh cho cái giải sub này nó đó, nó dày đi, rồi qua cái giải này đây. Đó, nó bị sai đi. Đó, nó sai đi như thế này. Thì lúc này thì nếu chúng ta kết nối máy vào thì nó sẽ sẽ bị lọt tiếng ca sang rồi đó. Rồi, rất đơn giản thôi. Để nó quay về trở lại như vậy, chúng ta cũng vào đây, cũng nhấn vào cái phần mục Ascend này ha, View. Rồi, cũng bấm tương tự như vậy, quay trở lại Ascend. Rồi, chương trình lúc nãy chúng ta đã lưu vào chữ QQ đó. Sau khi load vào xong rồi chúng ta đã được lưu vào trong máy luôn rồi. Thì ở đây giờ nó sẽ xuất hiện ở chỗ này là chỉ một load. Đây, nhấn vào đây ha, load. Rồi, tương tự như vậy nhấn vào đây. Thì bây giờ mọi người sẽ kiểm tra lại ở cái mục này. Tiếp tục nhấn view vào đây. Thấy chưa? Đó, dãy sub nó trở lại như lúc ban đầu. Những cái dãy tầng mà chúng ta cắt hai cách filter rồi lau cắt filter rồi hai cắt filter. Phần hai cắt bên đây chúng ta cắt giải như thế nào thì nó vẫn quay trở về vị trí nguyên bản y như vậy. Đó. Rồi thì như vậy thì hôm nay Tài đã gửi đến với những khách hàng và những khán giả đã có những cuộc gọi đến bên Tài một cái video clip. Cái phần đầu thì chia sẻ về cái phần để chúng ta download được cái chương trình và firmware xuống. Rồi, phần này thì Tài đã gửi đến mọi người về cái cách để chúng ta load chương trình từ USB vào. Những khách hàng mua mixer ở bên Tài thì bên Tài đều cung cấp tặng kèm một cây USB, trong đó có file nhạc, và Tài sẽ có một cái file đã được lưu ở trong máy và cũng để thêm một file trên USB nữa, tùy theo khách hàng yêu cầu. Làm chương trình 3 way thì bên Tài sẽ load chương trình 3 way. Làm chương trình 2 way thì bên Tài sẽ load chương trình 2 way. Và trong cái USB đó Tài có để thêm một cái file để ngăn ngừa về việc sau này lỡ bị factory reset chiếc mixer thì vẫn có trong cái USB để load lại trở vào. Load lại vào thì lại lưu trở lại. Rồi thì đến đây thì video này của Tài cũng rất là khá dài rồi. Tài sẽ hẹn gặp lại tất cả những khán giả mình vào những video lần sau. Xin thân mến chào tạm biệt.